Anh đi. Cung đình phở Hà Nội bắt to đặc biệt mới. Yêu phim truyền hình nhớ phở cung đình nhé. Thịt thế này. Ai? Con chó này. Mày cũng không thèm ăn cỗ của tao à? Ăn đi. Thịt đi đây. Chào. Ôi đây rồi. Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Đúng là gian nan mới biết ai là bạn hoạn nạn. Đây mới là anh em này. Đấy. Đây, xem đi. Cái này nó là âm mưu cả đấy. Chúng nó muốn tôi bẽ mặt nên rủ nhau báo bận. Khinh tôi là thằng khố rách. Chửi người ta. Báo gấp quá không ai người ta đi được. Người ta bận. Ông có bận không? Nhưng tôi xoay được. Chúng nó bận cái gì? Chẳng lẽ rủ nhau bận cùng một lúc à? Này cái con kia. Mày cứ băm băm chặt chặt rau lợn thế làm sao mà thiên hạ nó chả khinh cho. Thôi. Rồi giữ anh tỉnh rắn với mấy mâm cổ kia. Mày ngoạc cái mồm mày ra. Sao? Tôi đi về đấy. Thôi. Bỏ kiểu đi. Rồi. Chủ Nam. Chủ Nam ơi. Thì biết rồi. Anh Mến. Chú à. Vào đi. À thôi, tôi xin phép. Đang trong giờ làm việc. Làm một chén thôi. Thôi anh cứ kệ tôi. Thế uống nước chè nhá. Tình ơi. Thôi anh kệ tôi. Tôi ngồi một lát rồi cũng phải đi luôn bây giờ mà. Đã nói thế rồi. Chú Nam chú ấy đến rồi còn băm băm cái gì nữa. Vứt hết cái đống ấy đi. Vứt luôn cả mấy con lợn đi. Đây. Có Hiếu làm chứng. Trước đây tôi sống không ra gì. Say xỉn rồi đánh vợ chửi con. Thì chúng nó khinh đã đành. Nhưng tôi nghe chú. Tôi tu chí làm ăn. Để cho vợ con tôi được sung sướng. Thế cớ gì nó khinh tôi. Anh cứ bình tĩnh đã. Chắc có sự hiểu lầm gì đó thôi. Tôi làm gì sai? Tôi cho vợ con tôi sung sướng thì là tôi ăn hết bát hương nhà chúng nó à? Mình thích nghe. Nghèo thì chúng nó ghét. Vừa có tí tiền đồng ra đồng vào thì chúng nó khinh. Tôi sống thế nào? Mình cứ làm gì mà mình cảm thấy thoải mái thôi. Miễn là không vi phạm pháp luật. Không trái với lương tâm là được. Không thể nào mà làm vừa lòng hết thiên hạ đâu anh Mến. Rồi. Cả cái làng hội này. Cả cái Tân Xuân, cả cái tỉnh này rồi sẽ biết thằng này là ai. Cái ca này còn có tí thì chuyết nốt đi. Thôi. Ông về bây giờ dở mồm lắm. Không. Nhà bao việc. Về còn dọn hàng cho bà. Dọn làm cái gì? Để đây tí tôi ra tôi mua hết cho. Đi. Căng đấy anh à. Đi. Không. Còn có một tí đi. Không uống nữa. Uống nước đi. Không. Đừng có đánh vợ chửi con đấy nhá. Anh Hiếu. À. Cô Ngọc. Anh bảo có chuyện gấp à? Ờ, Tình ơi, ra bố nhờ về cái này các con ơi. Ngọc à, có chị Thương. Ừ. Anh bảo này, anh nhờ cô này. Cô đưa con mẹ xẻ nhà anh lên trên tỉnh. Tân trang từ đầu đến chân. Hết bao nhiêu tiền anh chi. Làm nào mà nó như cô là được. Đây. Với mua cho con Tình. Ừ, nào con. Mua cho dăm 7 bộ quần áo mới đẹp đẹp vào. Để cho nó bằng bạn bằng bè nha. Ây, bây giờ nhà mình có tiền rồi phải biết hưởng thụ con ạ. À. Con không cần. Ok. Tình. Con này sướng không biết đường sướng. Này bố bảo. Sắp mâm cho cô Ngọc. Thôi có gì để em nói chuyện với cháu. Có tiền cũng tốt chị ạ. Chỉ là đột nhiên có số tiền lớn nên thành ra bị sốc thôi. Số tiền này chị cứ cầm lấy đã. Không được. Anh đến mà biệt thị. Tình còn nhỏ. Chị thì hay ốm vặt. Phải biết chi tiêu hợp lý. Để sau này còn có khoản mà phòng thân. Nghe em. Tôi chỉ chờ anh Mến vung tay quá tán thôi. Việc cần nhất bây giờ là chị phải động viên, thuyết phục anh Mến. Để anh ấy đi đúng hướng. Tránh bị kích động, ham thể hiện rồi chuốc lấy những hậu quả xấu. À, khi này chủ Nam cũng ở đây. Cũng khuyên nhủ rồi. Nhưng mà túi muốn cô lừa lời nói thêm với chồng túi. Anh Mến tính tình thất thường lắm. Mà túi nói thì không chịu nghe. Ngày nào tiền con ở trong tủ thì ngày đó túi vẫn như ngồi trên đống lửa cô ạ. À.